Cho nên những cái tưởng vi tế từ cái cõi giới Phật, cái cõi giới cái chư thánh hiền thì phải nói là đều là tưởng. Những cái hình mà chúng ta đang thấy đều là những cái tưởng, tôi dám nói một câu như vậy. Ai chất vấn thì tôi sẵn sàng trả lời, nhưng mà tôi dám tuyên bố một câu, tất cả những cái hình mà chúng ta đang thấy về cõi giới chư Phật, chư thánh gì gì đó trong lịch sử nhân loại mình đều là những cái tưởng. Và cái tưởng coi chừng qua tới Trung Hoa nó mới ra, chứ ở Ấn Độ không có nhiều. Ấn Độ là hồi xưa chỉ có những cái mà họ khắc trên đá rồi nọ, nhưng mà vẫn là tưởng, hiểu chưa? Chứ nó không có thật, không có cái nào là thật. Cho nên cảnh giới chư Phật nó không có thật trong trong hiện thực theo cái kiểu những cái bản vẽ cổ, dù vẽ mấy ngàn năm về trước tôi dám cam đoan cũng không có thật nữa. Đúng không? Cái gì là thật đó, chỉ là tưởng vẽ ra thôi, quý vị nên biết như vậy chứ đừng có lầm. Mỗi một chúng sanh tùy theo tâm tưởng của mình mà có ông Phật khác nhau đó. Nói một câu ngon lành vậy đó, mình tưởng ông Phật kiểu gì thì ông Phật nó là ông Phật của mình. Nhưng mà ông bài đó, nếu mình vẽ đẹp hơn thì người ta ngưỡng mộ, mình là mỹ thuật đẹp hơn người ta một chút. Chứ ông Phật nào, không có ai làm trúng cái mặt Phật gì đâu, không có. Không ai đủ cái tầm đó, đủ cái sức đó, không có. Cho nên là nhiều khi chúng ta không biết là trong kinh có diễn tả hay không, đối với người phàm thì Đức Phật phải lộ toàn bộ cái thân phàm ra để cho mình thấy. Với người thế gian á, còn ví dụ như mà Đức Phật mà nói chuyện với các vị Thánh La Hán thì lúc đó các vị Thánh La Hán cũng đâu có thấy cái thân Phật ngồi đâu đó. Quý vị đừng có tưởng 1200 vị La Hán ngồi dưới lên là thấy Đức Phật ngồi nói chuyện bằng cái thân xác này, không phải. Các vị La Hán nghe Đức Phật nói chuyện khác. Nhưng mà cái cõi phàm này á, Đức Phật đang thuyết pháp có là tăng, có là ni, có cư sĩ nam, cư sĩ nữ gì đó, đúng không? Thì càng thác bà tu la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân gì đó, thì mỗi một cái tầng chúng sanh đó là nó thấy theo cái nghiệp của nó, nghe chưa? Chúng sanh nào sẽ nhìn Đức Phật theo cái nghiệp đó, và các vị thánh sẽ nhìn Đức Phật bằng cái tuệ thánh của mình, chứ không bao giờ giống người phàm. Không tin bây giờ quý vị qua bên núi Kỳ Túc kiếm ngài Ca Diếp hỏi có phải không? Đâu có nhìn theo kiểu phàm phu như mình, không có cái vụ mà thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Trước khi chứng thánh quả A-la-hán thì các vị đó có thể nhìn Đức Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đi cờ đợp ở trên đất. Hiểu không? Nhưng mà sau khi các vị chứng thánh quả A-la-hán rồi thì thấy cái hình của Đức Phật là một cái gì đó chói lọi hào quang, không có dính gì tới cái thân vật chất này nữa. Các vị đó mới thấu tột được là cái thân của Thánh Hiền, cái thân của Đức Phật. Còn mình thì mình chưa vượt qua cái tưởng, cho nên mình thấy bằng cái tưởng, rồi mình tưởng cảnh giới vi tế này nó kia là tưởng. Chỉ là ngay cả các vị thánh A-la-hán muốn vẽ cái hình của Đức Phật, các vị cũng không có làm. Thế gian không tin nổi, không ai có thể tin nổi. Cho nên thôi dùng cái tâm tưởng để nó phù hợp với cái cõi này, cho mày vẽ nó giống gì. Không phải giống mà vẽ theo cái tưởng của mình, chứ không có giống cái khỉ gì, không có giống miếng nào luôn á. Cho nên cái hình pháp giới nó không có giống miếng nào luôn á. Một miếng cũng không có giống, một chiếu chiêu cũng không có giống nữa. Đừng có tưởng. Đó là tưởng thôi. Thật ra cái tưởng cảnh giới vi tế đó là tưởng. Nhưng mà cái chuyện tưởng đầu tiên là cái tưởng cái tâm của mình. Bây giờ mình cũng học rồi, mình cũng nghe rồi, là bây giờ mình còn khởi cái niệm buồn thương giận ghét là thô lắm, còn là dính cảnh sắc là còn thô lắm, còn thương người này ghét người kia thù người nọ là còn thô lắm, còn ganh tị là thô lắm, cái mình gạt hết những cái đó qua một bên. Cái mình tưởng mình hết những cái niệm thô phù đó rồi, hiểu không? Gạt qua một bên thôi nha, chứ không phải là hết gán ém thôi. Tự nhiên cái mình nhớ tới người nào đó, cái mình rung cả toàn thân lên, cái mình nói là tu nhiễm ái này là không có tốt, thôi gạt nó qua bên. Đó, thì cũng gạt được, gạt đè hồi được. Thì là lúc mình ngồi là không có ai thì mình gạt được, bỗng dưng cái người đó hiện trước mặt mình. Cái bắt đầu bị rung. là kể như mọi sự chuyện nó xảy ra lại. Không có gạt được đâu. Cho nên đừng có nói hay nói giỏi gì. Mình gặp cảnh duyên là mình thoát ra được thì đó mới là chuyện đáng nói. Còn mà gặp cảnh duyên, gặp cái nghiệp cũ nó gợi lên rồi mình không có bao giờ mình làm chủ được là biết mình thua cái đời này rồi. Có một cái chuyện gì đó mà mình gặp lại mà mình không làm chủ được là biết cuộc đời này mình thua rồi. Đừng có nói chuyện khác. Thì vậy là ông này ông tưởng tới ông gạt được. Cái lúc mà không có ai, cái ông ngồi ở chỗ cái ông yên, hoặc là ở đóng trong thất cái ông yên.
yên là đã do cái cảnh xung quanh nó không có ai để làm động mình, và mình gán dùng cái ý chí mình để ép tất cả những ý niệm dính mắc kia ra một bên, cái mình tưởng là mình vô định thì nó cũng hiện cảnh giới định. Tại vì cái tưởng, cái định, cái hạnh này nè, ảnh hiện ra cái rỗng, và mình tưởng cái rỗng đó là định rồi, cái mình tưởng nó định, cái mình đem nó ra tưởng ngắm, cái mình tưởng nó tưởng thêm, cái thành ra là tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình nó yên, chứ không có nhập định gì đâu. Từ đây ra hết định từ mình sanh từ mình sanh, không phải do công phu tu tập mà mình ra cái định, mà mình sanh từ cái hành ấm mà mình không phát hiện nó. Mình quăng mở cửa cái hành ấm ra tới tưởng ấm, cái mình tưởng mình nhập định, là mình tưởng mình yên ổn, mình tưởng mình an lạc, mình tưởng mình thanh tịnh. Đó là những cái tưởng cảnh giới vì tế sanh ra nơi tâm của mình. Tới đây rồi công phu kiểu gì đây? Tưởng đó à. Đó, tới mà cái vụ tưởng định này nè, mới là tưởng mới ghê gớm nè. Bởi vì tôi nói là khi mà đạt tới cái tam muội, tức là đạt tới cái chánh định, không phải là chuyện đơn giản. Nó phải đầy đủ cái chánh kiến cho tới mới được cái chánh định. Còn không có là không bao giờ được đâu, không có đi con đường nào hết trơn á. Đi đúng những con đường mà Đức Phật dạy, từ đầu tới cuối phải bỏ cái gì, phải loại cái gì, tới đâu khởi niệm gì, vào thiền định phải ra làm sao. Thì những cách dạy đó của Đức Phật á, thì nó cũng còn nguyên bản một ít ở trong hệ thống kinh Nguyên Thủy thôi. Và rất là khó, ví dụ như cái bản kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi chúng ta học rồi đó, tôi nói đó là con đường rất là căn bản của chứng thánh. Nhưng mà khi mà chúng ta đã từng đọc cái quyển Khiếp Đảm và Sợ Hãi trong Trung Bộ, và chúng ta đã từng học qua nhiều lớp rồi, có ai lấy đó làm căn bản để đưa vào con đường giác ngộ giải thoát không? Chưa nói cái tâm của mình á, nó còn cái chút tà khi mình đi vào công phu. Chút tà đang giảng là gì? Là mình muốn mau để cho mọi người biết tới mình. Tại vì lâu nay mình đi đâu cũng bị người ta ăn hiếp, đi đâu cũng bị người ta đè ép mình, nó là chèn ép mình, mình không có cất đầu lên được. Bây giờ mà cơ hội để được mà đi vào công phu rồi là muốn cho người ta được khen mình, đơn giản vậy thôi. Đó là tà niệm sanh ra. Một chút cho người ta khen mình thôi, hoặc là một chút thấy mình tu, mình gán mình hơn người khác thôi. Tại vì là cả chúng này không ai tôn trọng mình, đi Phật tử nó cũng không coi mình ra gì đó. Vì cái cầu danh sâu ở nơi tâm của mình xảy ra mà mình không phát hiện nó. Mình tưởng là mình cố gắng tu, mình tưởng mình tinh tấn tu, mình tưởng mình thiết tha giác ngộ giải thoát, mình tưởng là cái gì đó của mình nó ghê gớm lắm rồi. Cái ép mình lại Phật suốt đêm, mình ngồi thiền suốt đêm, mình dăng nắng dầm mưa gì đó suốt đêm để mình lòi cái gì đó ra, cái lòi cái đó ra, cái mình tưởng mình chứng. Mà cái đó là mình tưởng trước đó, là mình nghe, mình học, mình hiểu rồi mình tưởng có cảnh giới vi tế thanh tịnh, đó là được gọi là định. Rồi mình cố gắng mình ép mình cho tới đó, cái mình thấy mình định. Thấy định thiệt. Và hỏi ra bây giờ tới 5-7 tháng rồi mà 1-2 năm tôi cũng định nữa. Nhưng mà hỏi lại cái căn bản định như thế nào, bước làm sao, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 để rớt vào cái sơ thiền. Không biết. À đây nè, đây nè, giờ lòi ra nè. Tưởng cảnh giới vi tế thì mình tưởng mình định là cảnh giới vi tế, tưởng mình hết ý niệm là cảnh giới vi tế, mà tất cả những cái đó đều là tâm tưởng của mình tưởng ra, quý vị tin không? Mình tưởng ông này đẹp, bà kia xấu là cái chuyện cái tưởng nó đó thôi. Đó là ngoài ý tưởng rồi. Bây giờ cái tưởng vi tế được nó trong cái giai đoạn mà mình học ở đời này, hoặc là mình học muôn vạn kiếp về trước, hoặc mình nghe ai nói, hoặc mình đọc ở đâu đó, bây giờ mình quên. Mà tất cả những cái đó là đã ở trong hành ấm của mình rồi, bây giờ nó ngồi lên. Bây giờ là tại vì mình cũng muốn nổi tiếng, cho nên là nó bắt đầu nó gom gom mấy cái thằng mà có thể dễ làm nổi tiếng lại. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho cái màn nổi tiếng của mình. Là thức là 7 ngày quả đêm không ngủ, ngồi thiền hoặc là lại Phật thôi, nghỉ ăn nghỉ gì luôn, dầm mưa giải nắng lại Phật luôn, thiết tha là cầu Phật để Phật chứng, tới hồi Phật ban cho con cảnh giới định. Ban thiệt, mà không phải Phật ban mà hành ấm nó ban, hành ấm nó ban mình. Cái mình thấy cảnh giới này nó thanh tịnh quá, mình nghĩ là do mình cực khổ mấy ngày cái động tâm của Phật đi. Chứ trước đây mình tu Phật không có động tâm, bây giờ mình thiết tha của Phật động tâm ban cho mình. Cái mình định à. Trời ơi, định mỗi lúc nó còn kinh khủng, nghe trong kinh diễn tả lúc đầu định tức là cái tâm yên lặng thôi. Cái định hồi cái mình ra khỏi quả địa cầu này, định hồi cái mình thấy giải ngân hà, thiên hà, lúc đó không phải là mình, hồi thấy nó là mình, đó ghê gớm chưa, cái gì nó cũng là mình. Tại gì á, là tại vì tất cả mọi cái là mình, tức là mình không còn hai với cảnh giới bên ngoài nữa, nó nở ra vậy đó. Nhưng mà đây nè, ông này nè,
Ông này tưởng cảnh giới vi tế rồi nè. Ai mà đủ cái chánh kiến để có thể biện biệt được là mình đã rớt vào cái cảnh giới tưởng này rồi. Đó, thành ra công phu đạo Phật không đơn giản đâu, đừng có chọc. Nói tới cái gì cho nên tới công phu là tôi nói thiệt á. Nhiều lúc mình phải nói thật thà một câu là không dám dạy công phu. Trừ trường hợp là cái người nào quá phải nói là mình nhìn thấu rõ được cái thiện căn, cái phước đức của họ trong nhiều đời nhiều kiếp, họ gieo trồng chánh pháp thì mới có thể chỉ dạy được. Còn không mà nói khơi khơi vậy, chọc chọc phá phá vậy để mình đừng có nhìn lầm, đừng có nhìn lộn, đừng có ham hố những cái chuyện mà không cần thiết để đời sống mình được an lạc thanh tịnh, và bắt đầu gieo mầm chánh kiến từ 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 từ, rồi lúc đó tính sao, khi nào mà thấy đủ rồi thì lúc đó mình sẽ trực tiếp hoặc là gián tiếp gì đó mà có thể gợi lại, có thể dẫn sâu vào con đường của công phu. Và từng bước một để đi, chứ không nói công phu mà thả chân từng lễ, không gặp nửa tháng, không gặp, không có chuyện đó. Xin lỗi quý vị, không có cái chuyện nào mà công phu một tuần lễ 10 ngày không gặp ông sư phụ mà nói là tôi có thể ngộ đạo hả, tôi chấp hết. Đừng có đơn giản, đừng có nghĩ cái chuyện tu là nó dễ. Dễ còn hơn là nhai bể hạt cơm, nếu nói là dễ. Còn khó thì thôi đi, không có từ để có thể diễn tả cái khó của công phu. Cho nên đó, phải mà người nào cũng có thể ngộ được, khó lắm ông trời ơi, không có dễ đâu. Thì cứ cần nói công phu là mình càng phải nói là phải dùng không biết nước mắt gì để mình khóc cho nó hết. Đâu phải dễ, không có phải là đơn giản đâu. Còn mình sáng nóng, chiều mưa, trưa hâm hâm là kiểu như thua luôn rồi. Bữa nay là ham tu, ngày mai là không ham, nay thích theo hộ ông thầy này, mai không thích, rồi tối nay thích ngồi thiền, rồi mai không thích, cái kiểu đó lần sau tu. Mà còn vô mấy cái chỗ này làm sao ra? Tôi nói thiệt, nếu mà mình đã vượt qua tưởng ấm rồi đó, hả, mà không có một vị cao minh đó, thì đừng có hòng mà vượt qua khỏi hành ấm. Nội cái thấy cảnh giới này là mấy cái, mà dùng từ là mấy cái thô động từ hành ấm nha. Hành ấm nó đã vi tế rồi, nhưng mà hiện cảnh giới này, đây là những cảnh giới thô động của hành ấm đó. Chứ còn nói tới sắc thạnh tham vi tế kia mới nói tới cái tận cùng của hành ấm là mình đã nói rồi đúng không? Tất cả những cái này đều là những cái thô động của hành ấm hiện ra, mà mình còn đâu có đủ sức để mà thấy, mà không thấy là tới đây là xong rồi nè. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói đây là cái gì đó là ngũ ấm ma, cũng đúng thôi chứ không phải sai. Nhưng mà thực sự cái từ ngũ ấm ma mà nói kinh Lăng Nghiêm thì thiệt là nó một cái sự sai lầm. Không biết ông nào ông bài từ ngũ ấm ma thì mình không biết, nhưng mà dẹp thì chắc chắn là giờ mình dẹp cái từ ngũ ấm ma là mình dẹp không nổi trong bản kinh Lăng Nghiêm rồi. Nhưng mà nói theo cái kiểu của mình thì hy vọng là sau này có người khác họ sẽ nhìn lại thì rõ ràng nó không phải là ngũ ấm ma. Cảnh giới tu chứng của những cái thần bậc phá ngũ uẩn, nó là những cảnh giới tu chứng thiệt á. Nhưng mà tới đây mình sanh một chút tà tâm tà niệm thôi là đời mình tàn. Ồ, không phải là đời tàn đâu, là muôn vạn kiếp không quay lại được. Trước tưởng ấm thì chuyện còn dễ nói, sau tưởng ấm là chuyện khó bàn. Nói nghe nó mít lòng vậy đó. Quý vị mà tới đó rồi, một cái nếu mà quý vị thấy được những cái gọi là chúng sanh phẩm loại vi tế thôi ha, là đã thấy kinh khủng rồi, chưa có nói chuyện khác. Và làm sao đủ sức để biện biệt được chúng sanh phẩm loại vi tế hiện ra trong hành ấm, chưa nói tới cái chuyện cảnh giới vi tế hiện ra. Toàn là những cái gì nó sâu ở trong thiền định không à, chứ không phải chuyện bên ngoài. Trời ơi, học Phật mà chúng ta học không kỹ những cái chuyện này á, bởi vì đó là học, nên học Quan Nghiêm là cái chuyện này. Nó vi tế mà nhỏ nhiệm rồi là thậm thâm vi tế nữa. Thậm thâm chắc vi tế nữa. Đó thì chúng ta đọc mấy cái từ chữ đó chúng ta mới thấy được là chỉ có kinh Quan Nghiêm mới có thể nói được. Và tới đây rồi tôi nói thật, nếu mà mình không môi thì nó vẫn mãi mãi nằm trên từ chữ này không biết là bao nhiêu đời kiếp nữa. Này phải nói thật. Thật ra mình cố tình mình mất thời gian rất là nhiều trong những chuyện này, tại vì cái chuyện này là chuyện mà không phải là giấu kín, mà không biết tại sao mà các vị không có nói cho người ta nghe trong suốt lịch sử của Phật giáo mấy ngàn năm rồi. Như vậy đọc đi thử có gặp nói những cái chuyện này không? Không có. Không biết lý do gì thì tôi không dám nói, nhưng mà tôi biết chắc là không có.
Tại vì cái cảnh giới mà gọi là bị tẩu quả nhập ma theo cái kiểu thiền đó ha, đều là ở cái tầng ngoài của tưởng ấm. Tưởng ấm thôi là đã làm người ta khùng bát trợn rồi. Còn nó vô tới hành ấm là nó không có khùng, mà nó là nó chứng tùm lum quả ở trong này nè. Nó chứng quả tiên, quả thần, quả tùm lum, chứ còn chứng thánh quả là không có. Nó bắt đầu mà tưởng cái sắc vi tế này là bắt đầu xưng hùng xưng bá, đừng có nói chuyện giỡn rồi nha. Cởi cái cõi phàm mình là kể như xong rồi. Cõi phàm mình là không có đủ cái sức để có thể biện biện và ảnh hơn tất cả những cái gì đó. Chỗ này anh có thể thể hiện thần lực. Ví dụ như anh nhìn kim loại, anh tưởng công cái là nó công liền ngay tại chỗ. Hồi trước tôi coi cái chương trình TV của anh mà được dịch qua tiếng Việt. Ông đó ổng đang ở cái tầng của tưởng thôi. Ổng đạt được cái tưởng á. Thì được thí nghiệm của các nhà khoa học. Đưa cái thanh kim loại, anh tưởng hồi thanh kim loại đó nó cong gì nữa. Và có một cái số TV được quay và phát trực tiếp. Một số thôi chứ không phải là toàn diện. Thì mấy thanh kim loại TV nó cũng bị cong luôn. Chuyện lâu lắm rồi, chuyện cách đây cũng khoảng 20 năm về trước á. Tưởng nó đến mức độ đó đó. Nó chỉ cần gặp mình nó tưởng mình gãi giò cái mình làm cái rất một cái là cái như xong cái chân. Tưởng, tưởng ơi. Nó giống như mấy cái người mà bị trật giò đó. Thì mình là mình trị họ, nói thì nói cái mẹo nhưng mà cũng kèm theo cái tưởng, cái lực của mình. Như đang đi cà nhắc cái mà lại mình quẹt mấy cái họ đứng dậy họ đi họ hết đau. Dạ thưa con tưởng con tưởng hết đau nó trở lại bình thường à. Quan trọng là lúc đó tâm tôi định đủ hay không, tôi định đủ là nó sắp xương lại luôn cũng được nữa. Nó kiểu nó vậy đó. Tưởng á, nhưng dạ thưa tưởng chứ không phù phép gì ở đây, nó tưởng hết á. Tưởng hết á. Bữa nay lộ bí mật là tưởng như mấy người mà bị trật chân mà tôi chỉ quẹt mấy cái đứng dậy đi được là tôi tưởng á. Tưởng tôi mạnh hơn tưởng quý vị trưởng quý vị tật chân, nhưng mà tôi tưởng quý vị trở lại bình thường là cái tưởng tôi mạnh hơn, áp chế cái tưởng quý vị đứng dậy đi bình thường. Tâm tưởng xử với cái tâm tưởng trong cái phút đó được mà, tức là mình áp cái lực đó, mình đẩy cái tâm đau đớn của họ, đẩy cái tâm tưởng họ bị trật chân là họ trở lại bình thường, cái họ không còn nghĩ, họ trật cái họ đứng vậy họ đi. Họ tưởng họ bình thường trở lại giống như mình tưởng, thì cộng hai cái tưởng này cộng lại cái đứng dậy đi bình thường, không có trật chân nữa. Thì nó chữa trật chân nó cũng vui lắm, mẹo chút vậy thôi. Nhưng mà đó là tưởng. Thành ra 21 ai cũng có thể sửa trật chân trật trai được đó, nếu tưởng quý vị mạnh hơn cái người đang bị đau. Và lúc mình tưởng là mình câu thông được ý tưởng, họ bắt họ phải nghĩ giống như mình. Đó là hai người đồng ngồi chung ý tưởng, cái chân nó từ từ nó đang quẹo, cái nó ngay lại cái đứng vậy đi à. Tưởng hết á. Tưởng nhiều cái còn độc địa nữa, nhưng mà thôi mình không muốn nói ở đây. Thành ra những cái cảnh giới mà gọi là vi tế của cái tâm tưởng đây nè. Cái lực nó mạnh lắm mà mình chỉ cần á, mình nuôi nấng nó trong hành ấm. Này nói từ này nó hơi bị khó hiểu, giống mình gìn giữ nó chứ không phải nuôi nấng nó. Gìn giữ nó thì nó hiện ra là mình nhận được nó rồi. Và mình nhận được nó nếu mà mình thấy nó lúc đầu á, mình tưởng tượng là nó phù hợp với cái ý chí tu tập của mình. Hiểu không? Lúc đầu mình cứ nghĩ vậy, tại vì mình phát tâm tu, mình đang tinh tấn tu, mình đang thiết tha mình tu, thì là mình tưởng nó phù hợp với cái ý chí, với cái tâm nguyện của mình. Nhưng mà mình đã khởi cái tham mà mình không phát hiện. Muốn nhanh á, cái tham muốn nhanh, muốn chứng, muốn đắc, muốn nổi tiếng, muốn là thành ông giáo chủ hay là bà giáo chủ gì đó, là mình không phát hiện cái ông này. Nhưng mà ông này ông câu với cái ông này, nó bắt đầu nó sanh ra, cái bắt đầu mình nuôi nó, cái nó thành nó lớn, nó tạo thành một cái lực rất là lớn ra cái tưởng ấm, và nó thành cái chuyện mà mình muốn là hiện ra cảnh giới đó cho người ta thấy luôn đó. Từ tu hành ấm có thể đưa ra tưởng ấm và có thể làm cho người ta thấy chuyện không có khó. Nhưng mà muốn cho người ta thấy cái chuyện gì ở nơi tâm của mình là bắt đầu rớt vô cái gì rồi. Muốn, chỉ cần muốn cho một người biết thôi là đã rớt vào danh lợi rồi. Hiểu không? Cái chuyện mà tu chứng của mình,
cảnh giới tự tâm của mình mà chỉ cần mình nói một người biết thôi. Người đó không phải là trách nhiệm, tức là không phải là vị thầy của mình. Để có thể là một là nếu mình đúng thì các vị còn có chuẩn bị cho mình một bước tiếp theo, sai rồi vị đó ngăn lại liền là không có người thứ ba biết. Không có cái chuyện đụng bạn bè chia sẻ đâu, cảnh giới công phu không có người để chia sẻ. Cho nên trong nhà thiền có một câu gặp trai kiếm khách mới trình kiếm, không phải nhà thơ thì đừng có nói thơ. Cái đó là một sự thật. Trừ trường hợp là gì ở bản kinh này phải nói lên sự thật gì gì đó thì mình sẽ môi sự thật mình nói. Bình thường nó là cãi họng không bao giờ nói một câu nào. Ngu gần chết luôn biết gì đâu nói. Nhưng mà đụng trong bản kinh là phải môi. Môi cho nó không có còn cái gì hết. Tại vì những cái chỗ này là người ta chết rất là nhiều. Tất cả những người tu thiền chết không có phải là số ít. Và tới đây là đi cảnh giới khác, không còn trở lại cõi giới làm người nữa nha. Báo cho biết một điều là mấy người này cũng rất là khó kiếm họ. Khi mà họ rớt vào cái cảnh giới này là họ tưởng ra một cái cõi riêng của họ luôn. Và họ về cõi giới đó và họ giảng dạy, họ rủ một cái số một bầy đi theo. Đồng lắm. Đến giai đoạn mà chúng ta phải dùng cái từ là đúng với cái từ ngữ gì người Việt Nam mình nói là con Phật Phật rước, con ma ma rước, nó là tới rồi đó. Bây giờ các cõi đó nó tới đây nó dạy một cái gì đó là nó hu hút được một số tín đồ dẫn đi về cõi đó là xong, không có quay lại cõi người nữa. Cao hơn hay không thì chưa dám nói. Chứ mà tôi biết là những cái đồ, những cái giai đoạn mà cơ bản của họ rất lợi ích cho sức khỏe và tinh thần của người ta. Nhưng mà bước qua cái bước cơ bản rồi là bắt đầu nó bị câu thúc luôn tâm linh của mình, tin không? Hiện tại bây giờ có một cái loại đó đó. Mà ảnh hưởng, phải nói là ảnh hưởng quá lớn luôn trên thế giới này. Nhưng mà tôi vừa nghe tôi biết là tôi không đọc tài liệu luôn. Nhìn cái hình ảnh trên TV tôi biết liền. Anh ở cõi giới nào tới đây? Tại vì rõ ràng là trong giai đoạn sàng lọc của cái cõi này thì con ai người đó tới rước. Chuyện đó đúng chứ không có sai. Tôi không có bình luận nó là ngoại đạo, tôi không có bình luận, tại vì tôi nhìn thấy rất rõ là trong cái cuộc diện này, trong cái cuộc diện này thì mỗi người đã tới kéo quyến thuộc mình đi. Thì đi kiểu gì đó không biết. Cho nên là những cái người mà còn tồn tại để mà có đủ chánh kiến, có đủ chánh kiến của loài người, phải nói mình coi như vậy đi cho nó đúng, hoặc là chánh kiến của đạo Phật. Người mà trụ vững trong chánh kiến của đạo Phật, vì chính Đức Phật xuống đây thành Phật để cứu cái cõi này. Chúng ta phải thấy cái gốc từ cách đây trong lịch sử mấy ngàn năm đó, Đức Phật đích thân đã xuống đây thành Phật để cứu loài này, cái cõi người này. Thì cái người nào mà có đủ chánh kiến của đạo Phật á thì rõ ràng là được Đức Phật cứu đó, thì họ có thể trở lại cái quả địa cầu này lần nữa trong giai đoạn mà văn minh dân loại phát triển ở một cái tầng cao. Còn người nào không có chánh kiến này thì sẽ đi theo cái người của họ đã đưa tới đây. Những cái thế lực nào đó thì mình không có dám bàn, nhưng mà sẽ rời khỏi đây và đi theo người đó, không có còn tồn tại trong quả địa cầu này nữa. Và số đó không có ít. Thì không phải nói là chuyện chiến tranh rồi là dịch bệnh thiên tai để chết nhiều này nọ kia, cái chuyện mà bỏ cái thân này là cái chuyện rất là nhỏ đối với cái mấy cái ông kia. Chuyện lui tới ở đây là rõ ràng là loài người ai cũng muốn, đúng không? Nhưng mà khi họ đi các cõi khác mà họ tới đây, họ muốn trở lại đây chứ không phải không muốn, nhưng mà họ tới lúc họ bị kéo đi rồi. Họ tới lúc họ bị kéo đi, họ bị hấp dẫn với một cái cách thức nào đó, và những cách thức đó là lý luận là phải thế này thế kia thế nọ. Nhất là tôi nói thật đó, là nó có những cái câu hơi bị sốc, là giống như là đạo Phật đã cách đây mấy ngàn năm hư hết rồi, họ xuống họ chỉnh đạo Phật lại. Xin thưa không có dám đâu ông, không có mượn tới ông đâu. Đừng có nói cái câu đó. Đạo Phật ta còn nhiều rất là nhiều các vị thánh, các vị Bồ Tát xuống đây để tiếp tục người ta làm cái sứ mệnh là gìn giữ và thăng cấp cái quả địa cầu này, để cho những cái người mà đầy đủ chánh kiến, đầy đủ cái phước báo làm người, họ còn lui tới ở đây tiếp tục để tiến thủ công phu. Nói chuyện đó, cái sự gìn giữ bảo hộ các vị Long Thiên Hộ Pháp, các vị Bồ Tát vân vân là họ luôn làm cái việc này. Đó, người nào mà không có đủ cái phước là nghe hấp dẫn thì vuốt tay khỏi đạo Phật thôi. Chúng ta dùng cái từ là vuốt tay, chứ chúng ta nắm nếu tam bảo một cách đích thực thì nó là khác. Đây là một cái chuyện mà có khả năng mình
Mình sẽ nói một cái bài gì đó ta, bài gì mà liên quan tới cái sinh tồn của nhân loại trong tương lai. Tôi phải dám nói một cái bài đó, chưa biết là lúc nào. Ảnh hưởng tới nghiệp tập, ảnh hưởng tới đủ tất cả mọi thứ, để rồi là chúng ta xét lại coi mình có trở lại đây được không. Và chắc chắn là chúng ta trở lại đây, chúng ta không phải là như bây giờ. Rồi mình phải lớn hơn về phước báo mình, hơn về trí tuệ mình, hơn về cái chánh kiến mình, hơn về cái gì đó, về niềm tin, về nhân quả, gì tất cả mọi cái là mình phải hơn. Thì đó là một cái bài mà mình phải nói, tức là cái chuẩn mà mình thực sự còn trở lại đây. Trở lại đây trước cái đã, rồi cái chuyện chứng thánh sao, chứ còn cái chuyện mà chứng thánh thì khó quá rồi. Xuống tới đây là kể như đi thành cái cõi mới mất tiêu rồi, tới đây là đi ra cái cõi khác rồi. Bắt đầu có những cái cảnh giới mà tưởng vi tế là đi không ở cõi người được đâu. Thì đi là họ cứ tưởng là họ chứng thánh, chứng thần. Đây là ở cái tầng cao rồi, tại qua tưởng ấm là thực sự rất là cao. Thì tất cả những cái loại này đều là tới cái loại thần đó, loại tiên rồi trở lên đó. Chứ không phải đơn giản. Cũng có những người được tiên, cũng là chánh tiên, là cũng có tà tiên, tiên tặc. Đừng nói không có rồi nha, có đó. Tôi dùng cái từ đó, tôi dám xúc phạm tới các vị đó, là tôi nói có là có đó. Có những cái vị mà tiên mà chân chánh để cứu nhân loại này, có những cái vị mà hiện làm tặc tiên để lôi kéo cái nhân loại đi cái cõi của họ. Đó, nó cũng có cõi, mà các vị chứng tiên quả, thánh quả là đều có cõi giới riêng. Thánh quả thì có cái cõi giới của thánh, mà tiên quả có cõi giới của tiên. Nhưng mà tiên nó xuất phát từ đâu, nó có cái chánh kiến gì để nó có cái cõi giới, nó là có chúng dân của nó. Có hết rồi, không phải không có. Thành ra những cái chuyện này là những cái chuyện nó xuất phát từ những cái mà cảnh giới rất là vi tế này.